Hồi nãy gì rồi. Cái này cùng phải không? Sắp phát rồi. Hồi á, ấy là hồi mà chưa nặng á thì thấy nhiều mà cái vô không thấy đâu luôn, muốn lì sữa quá lì. Cái nhiễm tầm lắm rất là nặng cục này. Nặng cục này kìa, cái cục kia xì máu ra kìa, thành ra khó nặng. Lì kinh khủng, nặng tạo con gấu đi nó đè mạnh một người già rồi đó. Đau mà nặng mụn lì nữa kìa,
Ra đi kìa, ra đi với mấy chị. Em hủ tiếu cho bà nó ngon lắm hả? Hủ tiếu nó ngon cho đây. Ừ. Ừ. Em phủ rồi là chờ cái chị đầu xa dạo dạo lên cho nó chị đầu xa. Ngay chỗ metro luôn hả? Ơ quay. Chỗ nào chứ chỗ nào cái gì mà lớn. Đó có chỗ hồn diện không? Bởi vì chở tới chưa ăn được cho nó cũng ngon. Gần xỉu rồi. Gần xong rồi. Nhiều quá luôn. Đi với mẹ. Xí xí. Muốn gì? Đừng khó này. Quá nhiều mà. Màng màng cái nữa không được. Nhưng mà ấy là muốn không có đẹp muốn không có ôm lại. Con nữa thôi. Đào tụng. Something.